Alo, alo. Hôm nay Tony Lê xin giới thiệu với quý vị một cái món ăn mà có thể nói là nổi tiếng ở cái thành phố Houston này, trong một cái quán nó gọi là quán A Lý. Quán A Lý nó nằm ở trên cái đường Bel Air đó quý vị, đối diện với khu Hồng Kông 4. Quán A Lý này là cùng quê với Tony Lê ở Trà Vinh, ok, gần nhà Tony Lê luôn. Rồi sau đó qua Mỹ mấy chục năm rồi người ta mở nhà hàng và người ta bán cái món này đố quý vị. Trước khi Tony nói ra, ai đoán chúng có thưởng. Đố quý vị món này là món gì nè, 1, 2, 3 trả lời nha. À, trả lời liền ngay lập tức nha, bình luận đi trước khi Tony Lê nói ra. Đó, bây giờ quý vị có 5 giây để bình luận đố quý vị món này là món gì. Tony Lê sẽ bật mấy cái tên và giá tiền. Đây, đây là món vịt quay Bắc Kinh ở tại cái thành phố Houston, tiểu bang Texas, America. America quý vị nha, đây món vịt quay Bắc Kinh ở tại thành phố Houston, một cái nơi mà đông người Việt nhất ở trong cái tiểu bang Texas và đông người Việt thứ nhì ở trên cái đất nước Mỹ này đó quý vị. Thì đây là vịt quay đây. À, người ta lóc thịt ra sẵn cho mình ha, ví dụ ha, lóc lóc ra ha. Rồi mình sẽ ăn chung với thì dĩ nhiên nó sẽ ăn chung với bánh bao nè. Cái bánh bao này nè quý vị lấy ra, vì bỏ miếng thịt vô, bỏ miếng dưa leo, bỏ miếng hành, rồi chấm vô cái nước chấm này nè quý vị. À, cái nước chấm này nó cũng không thiếu phần quan trọng đâu quý vị, tại vì nếu mà chúng ta ăn mà không có cái nước chấm này đó, trời ơi nó không có ngon đâu quý vị nha. À, vịt nó ngon 50%, nước chấm nó ngon 50%, chúng ta phải có nước chấm thì nó mới tổng cộng lên là 100% quý vị. Thì cái món vịt quay Bắc Kinh này nó nổi tiếng nhất ở cái thành phố Houston là ở cái quán A Lý. Ok, Tony cũng ăn rất là nhiều quán rồi, nhưng mà từ hồi đó tới bây giờ cả chục năm nay thì Tony thấy cái quán A Lý này bán cái món vịt Bắc Kinh là ngon nhất trong tất cả các quán mà Tony đã ăn qua trong cuộc đời quý vị nhé. À, tức là Tony cũng ăn rất là nhiều quán món vịt này, nhưng mà chỉ có cái quán A Lý này thì làm vừa miệng vừa khẩu vị của mình, ok. Thì tùy theo mỗi người có cái khẩu vị khác nhau quý vị nha, đừng quăng gạch quăng đá Tony Lê, tùy theo mỗi người có cái khẩu vị khác nhau đúng không. À đó, thì cái món này ngày xưa đó lúc mà Tony mới mới bắt đầu ăn á, mới bắt đầu ăn cái món này lần đầu tiên cách đây cả 15 năm, 15 năm về trước, thì cái món này nó chỉ có 22 đô la. À, là một con vịt như thế này gồm với tất cả các gia vị phụ kiện đi theo. Bây giờ thì nó lên 41 đô la rồi quý vị nha. À, tại vì bây giờ vật giá leo thang, cái gì nó cũng leo theo cho nên đồ ăn nó cũng leo theo. À, ví dụ ngày xưa chai nước mắm có 3 đô, bây giờ lên 9 đô, 10 đô. Con vịt này thì ngày xưa 22 đô, bây giờ nó lên 41 đô một con vịt quay như thế này nè quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Nếu thấy video nó like, please đừng quên thả tim, bấm like, nhấn nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem.